Anh từ bên Mỹ về phải không thầy? Dạ, Nguyễn Hà. Nguyễn Hà. Hả? Nguyễn Hà. Nguyễn Thành. Nguyễn Thành. Dạ. Hình như là có kết bạn với thầy trên Facebook phải không thầy? Dạ. Thầy. Cấp Dũng phải không? Là Cấp Dũng phải không? Dạ. Chúng tôi thầy là Thích Bình Phước. Dạ, thầy Bình Phước. Dạ, hôm qua con giờ... mới. Con mới có đọc cái email ở cái thầy có. À, thầy Phật rồi. Đồng huynh trường, gia đình vợ tử. Vô được đâu. Đó, con đi xe chứ. Dạ, con đi xe năm 2 trường thôi. Ờ, phải hả? Nhà lên đài đó. Dạ, lên đài vậy thôi. Đứng đây. Tôi đọc kinh ấy. Đó là Thầy Quyền Hoa Thượng. Đâu bây giờ Phật cái
nhau thấy anh nghe đầu. À, cũng ổn.